chào các bạn. Mình đang đứng kế một cái máy tính để bàn rất là mới, rất là đặc biệt của Asus. Đây. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy ngay cái điều đặc biệt đó. Thiết kế rất là đẹp. Và đây là cái đặc biệt của chúng ta. Nó có built-in một cái ổ cứng. Không, nó là một cái cục pin di động 6000 mAh. Tức là sao? Các bạn có thể dùng cái này để sạc cho điện thoại của chúng ta. Và các bạn cũng dùng nó để nuôi cho cái CPU như màn hình này trong vòng 30 phút nếu mà có cúp điện. Tức là nó là một cái UPS, một cái pin dự phòng. Và khi mà cắm như vậy thì chúng ta có thể dùng hai cổng USB 3.0 như là một cái hub vậy đó. Và khi mà cúp điện thì nó sẽ nuôi được cái hệ thống này trong vòng 30 phút. Tức là đủ để chúng ta backup hay là làm gì đó làm cho xong. Và khi chúng ta di chuyển đi, chúng ta rút cái cục pin nó ra. Và nó như là một cái cục pin di động của chúng ta. Các bạn thấy là cái máy được thiết kế rất là đẹp. Và đây là cái cấu hình của nó. Với cấu hình này thì nó đang bán khoảng 1.000 đô ở bên Đài Loan này. 1.000 đô không có màn hình. Nếu mà nó bán ở Việt Nam thì chúng ta cũng nên mua về những người làm kế toán, làm thiết kế để mà lỡ có chuyện gì thì không bị mất tài liệu. Hiện tại công ty mình dùng khá là nhiều cái UPS. Và nếu có cái máy này thì không cần phải dùng đến nó nữa. Rất là hay. Một cái chiếc máy tính khác của Asus mà có cái tính năng UPS bên trong, giống như cái máy lúc nãy mình quay phim với các bạn, cũng gồm một cái cục pin. Tức là Asus sử dụng cái loại tray này cho rất là nhiều máy khác nhau. Và ở trên cái máy này mình còn thấy một cái điều đặc biệt nữa. Tức là Asus họ để một cái bàn sạc không dây ở trên đây, dùng công nghệ Qi hay là Qi. Và đây họ để một cái quạt không dây. Khi các bạn để lên thì nó sẽ quay. Và dĩ nhiên chúng ta nếu mà có điện thoại như là Lumia 920 hay là Nexus 4, các bạn có thể để lên đây để sạc được. Rất là hay, sạc không dây ngay trong cái thùng máy tính của chúng ta. Đây là những cái model mới chưa bán ở trên thị trường, với giá là khoảng 1.000 đô cho cấu hình cơ bản. Các bạn nên nói vậy. Chúng ta còn có những cái tiện ích như là đầu độc thẻ CF, SD, Memory Stick Pro hay là cái đầu DVD ở đây. Khá là đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn.